Chào các bạn, như các bạn có thể thấy thì tóc tôi đang như lông lờ. Nhưng mà đó chỉ là để làm nền cho bộ sưu tập mới nhất của trùng cuối, bộ sưu tập One Piece. Ở đây chúng tôi có áo One Piece, cũng là One Piece và vẫn là One Piece. Đây là hình trên One Piece. Từ 25 tháng 11 này thì trùng cuối đang có chương trình siêu khuyến mãi. Với mỗi đơn hàng trên 500.000 thì bạn sẽ nhận được những ưu đãi cực kỳ lớn như là tặng tranh, móc chìa khóa này, free ship, hoàn xu, các thứ. Cùng với đó, chúng tôi mới mở shop trùng figure. Đây các bạn thấy trùng figure đây. Nơi chúng tôi bán figure đủ các thể loại từ One Piece, Chainsaw Man, Marvel cũng có. Chi tiết về các chương trình ưu đãi thì bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả và bình luận để xem thêm. Bạn có bao giờ muốn quay lại thời học sinh? Cái thời vô lo vô nghĩ, tự do thoải mái, không bị deadline đè hay không phải nghe tiếng gầm ghè của sếp? Duy chỉ có lời bố mẹ là vẫn phải nghe. Tuổi học sinh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhân vật chính trong trường học Uy Long thì chê. Vì sao chê mà chê như nào? Thì hãy xem ngay recap của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bộ phim mở ra với cuộc diễn tập giải cứu con tin. Do anh Châu Tinh Tinh, một cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông chỉ huy tác chiến. Ông trời ban cho anh Tinh những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của một cảnh sát cơ động, nhưng lại quên không bỏ vào đó khả năng lãnh đạo. Nhìn động tác thì có vẻ cũng chuyên nghiệp đấy, nhưng nó cũng không giúp cho đồng đội hiểu ý đồ của anh hơn là bao. Coi đồng đội như mấy cái bị thịt vô dụng. Một mình anh Tinh xông vào đồn địch, hạ sạch bọn bắt cóc, hoàn thành nhiệm vụ giải cứu trong một nốt nhạc. Thậm chí còn được nạn nhân mê tít, nhưng anh thì chê chứ ê thấy rõ. Tuy nhiên yêu cầu của nhiệm vụ không chỉ có thế, điều quan trọng nhất là kỹ năng lãnh đạo, thứ mà anh Tinh đây không có. Chính vì thế mà đồng đội của anh tất cả đều đã phải kéo nhị cho Diêm Vương. Tưởng như con đường tiến thân đã bị đóng lại, thì anh Tinh được cấp trên triệu tập làm một nhiệm vụ tuyệt mật, mà nếu hoàn thành anh sẽ được cân nhắc lên chức tăng lương. Số là có một thằng nhóc học sinh đã ra tay thó khẩu súng của cục trưởng, mà nó lại là đồ gãi ngứa cực kỳ hiệu nghiệm bên cạnh ông suốt 30 năm nay. Nhận thấy cu cậu này khuôn mặt sáng sủa, chiều sủa, tối cũng sủa, nên ông đã quyết định cho anh Tinh trở lại với nắng gió sân trường vui đùa. Mặc cho sự van nài thống thiết từ cấp dưới, trang bị đính kèm cho anh chỉ là cái máy gọi để khi cần ông cục trưởng sẽ liên lạc. Vài ngày sau, khi anh Tinh đến trường học, người chờ sẵn là một ông chú đầu hói. Liệu đây có phải thầy mười khó và nơi đây có phải là nhà hát của những giấc mơ không? Vì đây là trường học chứ không phải rạp xiếc. Sau khi xem qua 5 điều Bác Hồ dạy phiên bản bổ sung, thì anh Tinh bị kéo vào một căn phòng nơi thầy chủ nhiệm huấn đạo đang chờ sẵn. Sau một bài hát hay về việc chấp nhận nội quy nhà trường và những lời đe dọa nếu hư sẽ bị vạt và đít anh em đuổi học, thì anh Tinh được trả về lớp học của mình. Nhưng lớp học ở đây nó lạ lắm. Anh Tinh vì không giỏi đường học hành nên quyết định gia nhập ngành cảnh sát. Nào ngờ giờ nhiệm vụ lại là trở về trốn học đường này. Chẳng khác nào thả hổ vào chuồng, thả chim vô lồng. Đang xuôi theo nỗi lòng của một kẻ bị mất đi tự do, thì từ đâu bay đến một đồ miếng lau chứa đầy CaCO3. Đứa nào tấn công hóa học tao? Chính là cái đứa mấy hôm trước vừa tặng quà 20 tháng 11 xong đấy. Quá cay cú nhưng không thể làm được gì, anh Tinh đành phải ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận thương đau vì nhiệm vụ trước mắt. Thế nhưng con người ai cũng có giới thiệu, mỗi môn học trôi qua, tấm áo của anh Tinh lại trắng thêm một mảng vì bụi phấn rơi. Tột đỉnh của sự chịu đựng, đó là vào tiết hóa. Anh Tinh được vinh dự lên hỗ trợ một ông thầy, sở hữu IQ thì cao nhưng mà trí nhớ thì lại thấp. Bình sinh càng những gì ta không có thì lại càng muốn sử dụng. Thí nghiệm này yêu cầu người phải có trí nhớ thật tốt, nếu không thì quá sang chấn với môi trường giáo dục đầy áp lực. Anh Tinh quyết định đóng vai Michael Scofield để thoát khỏi nơi này. Nhưng không bé ơi, bảo vệ với giáo viên không cho đâu. Tưởng chừng cuộc sống đã rơi vào bế tắc, nhưng bỗng chốc nó lại nở hoa. Và kẻ đã tưới nước bón phân bông hoa đó chính là cô giáo Hồ. Nhưng hoa thơm là hoa đã có chậu, đặc biệt cái chậu ấy còn là thanh tra của đội chống xã hội đen. Kèo này nghe chừng khó với anh Tinh. À quên mất, trợ thủ mà cấp trên phái đi hỗ trợ cho anh Tinh là chú Đạt, người sở hữu mấy chục năm kinh nghiệm trong ngành, với bảng vàng thành tích đưa tiễn nhiều đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng nhất. Tới bây giờ đã là 9 người và đang chờ chiếc bài vị tiếp theo. Để tìm kiếm thêm thông tin, chú Đạt tìm đến sếp Dương, một tay cớm chìm lão làng khác. Nhưng cái số của chú Đạt nặng quá, mới chỉ đến tìm thông tin thôi cũng đã đủ để sếp Dương lên bàn thờ. Hãy nhớ khuôn mặt này nhé. Đây là Đại Phi, người sẽ đóng vai trò phản diện chính trong bộ phim này. Trở lại với sự nghiệp học hành của anh Tinh, nhận ra để theo kịp đám trẻ bây giờ, nghe giảng trên lớp thôi là chưa đủ, anh Tinh quyết định về nhà cũng phải tìm hiểu thêm. Với trí tuệ siêu phàm của một cảnh sát trực thuộc Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, thì chỉ cần liếc nhìn một cái, kiến thức chủ động xâm nhập vào bộ não của anh trong phút mốt. Nom đi học lại bây giờ cũng không khó lắm. Phần thưởng cho sự chăm chỉ của anh Tinh là một suất đứng ngoài hành lang ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Bonus thêm tấm bảng ghi rõ thành tích của bản thân nữa cơ mà. Quách thứ hai không ai dám làm chủ nhật. Tưởng rằng điều này sẽ giúp cho anh Tinh có thêm sự chú ý của cô Hồ, thì đúng là như vậy, nhưng lại chỉ là một cái lắc đầu ngao ngán. Tình hình học tập dậm chân tại chỗ khiến anh Tinh ngày càng bất lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Dù đã cố gắng hết sức, đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nhưng chả hiểu sao học đến đâu kiến thức lại trôi ra đến đấy. Người ta bảo kiến thức là không thể mua được, nhưng mua bài chép thì được. Với đô la là phần thưởng, anh Tinh đã lần đầu làm xong bài tập, chấp mọi thầy cô kiểm tra bài cũ, quyết không ra ngoài hành lang thêm một lần nào nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, được hôm làm bài đầy đủ thì thầy giáo lại cho làm bài kiểm tra. Ai không đủ điểm đứng ngoài sân một tuần. Đúng là số nó đã đen rồi lại còn thâm. Thay vì đổ xúc sắc vào khoanh random để chờ tín hiệu từ vũ trụ, thì anh quyết định lấy luôn tín hiệu từ tổ tư vấn tại chỗ. Và tổ tư vấn ở đây chính là Sở Cảnh sát, với người truyền tin là chú Đạt. Nhờ sự support đỉnh của chóp ấy, anh Tinh đã thành công vượt qua mốc câu hỏi đầu tiên.
Tưởng chừng như game là dễ, thì tín hiệu đang ngon thì nhà đài lại bị cắt sóng. Do chú Đạt bị gọi đi dọn nhà vệ sinh nữ, mất đi một quyền trợ giúp, mà những câu hỏi càng về sau càng khó. Tuy nhiên, học thầy không tẩy học bạn, mà một khi bạn đang quay cóp mà mình không theo thì nó cười cho. Nhưng do lần đầu làm chuyện ấy thiếu kinh nghiệm trận mạc, nên chả mấy chốc anh Tinh đã bị thầy giáo bắt được, đưa lên uống trà đàm đạo nhân sinh với thầy quản giáo. Sau một hồi tranh luận xem cần phải làm gì để giúp cho một học sinh đến quay cóp bài còn sai cách, thì các thầy cô quyết định chọn phương án gọi điện cho phụ huynh để làm việc. Nhưng điều không ngờ đến là chú Đạt lại chính là bố của anh Tinh. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Một người họ Châu, một người họ Tào thì sao lại là bố con? Cũng may nhờ màn diễn xuất thương cho roi cho vọt mới giúp cả hai thoát được một kiếp, chứ không thì chẳng biết phải nói sao. Thời gian cứ thế trôi đi, anh Tinh nhờ sự dạy bảo tận tình của cô giáo, thành tích học tập ngày càng được nâng cao, khiến cho thầy yêu bạn mến, nên cái đồ lau bảng còn nể mặt anh nữa. Thậm chí anh Tinh còn làm gia sư chỉ dạy cho đám bạn bè ngu muội của mình biết thế nào là sức mạnh của tri thức. Đúng là thời tới cản không kịp. Bên cạnh sự nổi tiếng về đầu óc thì nắm đấm của anh Tinh cũng được nâng tầm. Sau cuộc đại chiến quá mức ao trình trên sân thượng, thì anh Tinh chính thức giành được vị trí ông ngoại của một bang hội trong trường. Thực tế được tạo ra do thanh niên thích bú phêm tạo ra để thu tiền bảo kê. Và như bao cuộc mâu thuẫn khác trong trường học, ở đời không có cái gì đúng cái gì sai, chỉ có mày đánh em tao thì tao đánh cho mày. Cộng thêm việc dám làm ăn mà không được phép của anh Tinh, Đại Phi đã ra mặt nhằm khè thằng danh con một trận. Và hắn cũng chính là kẻ có dính dáng đến phi vụ khẩu súng của ông cục trưởng. Anh Tinh thì chưa đến hạn, nhưng chú Đạt không được may thế. Trong lúc đang đi dạo nhường sân chơi cho đôi bạn trẻ, chú Đạt đã bị trùm bao đánh hội đồng. Cũng may là thằng con báo đời đến kịp thời, trở thành báo đốm hạ toàn bộ mấy thằng côn đồ kia. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi tòi phòi ra. Sau khi chứng kiến những skill võ thuật đỉnh cao của anh Tinh, cộng thêm viên kẹo sinh gum nhãn hiệu Duo và sự diễn không thể nào giả chân hơn của anh Tinh và chú Đạt, cô giáo đã đưa ra kết luận cả hai không phải bố con. Và anh Tinh buộc phải thừa nhận danh tính thực sự của mình. Số đen tiếp tục bám lấy anh Tinh, đã tỏ tình thất bại, bị sếp mắng rồi lại còn bị cảnh sát bắt vì cái tội bị giang hồ đuổi chém. Đã thế thằng bắt lại là bồ của cô giáo, vốn đã chướng mắt với anh Tinh từ lâu, đang chuẩn bị dạy cho anh Tinh một đạo lý làm người: đừng có chạm vào người yêu thằng khác, nhất là khi nó là công an. Thì cô giáo hồ tìm đến nơi, không để quân mình đánh quân ta. Cô giáo định tiết lộ thân phận thực sự của anh Tinh, anh Tinh ngắt lời cô bằng đường môi, khiến cho gã bạn trai thêm phần cay cú, liên tục cho nắm đấm tiếp xúc trực tiếp vào bụng của anh Tinh. May mà chú Đạt với cục trưởng đến kịp, không thì anh Tinh đi chân lạnh ngắc rồi. Sau khi bị tổng xỉ vả kiêm bạo lực của sếp, hai chú cháu quyết định đột nhập vào kho chứa vũ khí của tên Đại Phi. Nhìn chú Đạt ngáo ngáo vậy thôi, chứ kho hàng của bọn xã hội thâm kia thì chú nằm lòng. Nhưng chưa muốn lên bảng đếm số sớm nên chưa hành động. Nhưng bây giờ deadline đã dí sát đít, có chết cũng phải làm cho thật hoành tá tràng. Sau khi đột nhập vào một chiếc xe, thì hai chú cháu phát hiện ra trong đây không chỉ có khẩu súng của ông cục trưởng, mà còn nguyên một kho vũ khí đang chuẩn bị bán cho bọn khủng bố. Chả hiểu đồng đội thế nào. Chú Đạt chưa kịp đặt mông lên xe, anh Tinh đã phóng đi bỏ lại chú bơ vơ cùng mấy tên xã hội thâm. Chú Đạt rơi vào tay bọn Đại Phi, chúng yêu cầu anh Tinh mang trả lại chiếc xe chở vũ khí vừa bị thó mất. Mặc lời đe dọa của ông cục trưởng, anh Tinh vẫn quyết định đến chỗ hẹn. Sau khi cứu được chú Đạt, anh Tinh cho thẳng mồi lửa vào mấy can xăng ấy, đưa vong ba thằng đăng xuất khỏi server trái đất. Tiện tay chú Đạt thó luôn cái vali tiền bỏ chạy, mất cả tiền lẫn hàng. Đạt Phi dí hai bố con vào tận bên trong trường học, tưởng như hôm nay sẽ chả có mống nào ở trường nữa. Ai ngờ có một đám học sinh đang chuẩn bị mở tiệc mừng, có bao nhiêu căn phòng để chọn. Chả hiểu sao hai chú cháu này lại nhắm đúng vào cái mê cung cho nó đang làm. Bám phía sau vẫn là đội của Đại Phi. Trước khi truy sát anh Tinh cùng chú Đạt, chúng bắt đám học sinh và giáo viên lại một góc, rồi đuổi theo vào mê cung. Sau khi hạ gục tên ở lại canh, đám học trò quyết định cầm thêm vũ khí và vào hỗ trợ cho đại ca. Có thằng còn tậu luôn khẩu súng của tên kia, phòng có gì bất chắc còn sử dụng. Nhưng chưa làm được gì thì cả đám đã bị tóm lại, thậm chí có một đứa bị thương, buộc anh Tinh phải ra mặt giải quyết với chúng. Sau bài phát biểu đầy cảm lạnh với tinh thần chiến đấu, đội anh Tinh cùng hai học sinh trốn thoát được, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Dù đã dẹp khỏi vòng chiến đấu tất cả đám lính và giải cứu thành công tất cả học sinh, nhưng game dễ thế thì còn gì vui nữa. Học theo tinh thần của các nữ chính, cô giáo xinh đẹp tự nộp mình cho Đại Phi và dĩ nhiên trở thành con tin trong tay hắn khi cả hai đối đầu trực diện. Sau màn trao đổi võ mồm thi gan ai bắn trước, anh Tinh đã chấp nhận dừng cuộc chơi tại đây. Mục tiêu của Đại Phi chỉ là vali tiền mà chú Đạt trộm được trước đó. Tưởng chừng như chú Đạt đã thoát ra ngoài, ai ngờ chú trở lại với dáng vẻ ngầu lòi, định hóa vàng cả cái vali tiền luôn. Nhưng chốc lát đã quay ra tấu hài liền, đe đốt tiền nhưng lại không mang đồ đánh lửa. Rồi xong, mém tí nữa là chú Đạt đã giúp cả hội gửi lời chào thân ái tới khán giả coi phim rồi đấy. Những lúc thế này chỉ có trời mới cứu. Cũng may chưa cần đến ông trời gánh thì ông cục trưởng đã xuất hiện, sấy một tràng đưa cả đám xã hội thâm lên bảng điểm số. Tuy nhiên trong một phút mất tập trung, cục trưởng đã để cho Đại Phi thay đổi tình thế. Đúng là trùm cuối thì vẫn cần nhân vật chính ra tay mới được. Sau một loạt những pha xử lý không thừa một động tác nào, anh Tinh cuối cùng cũng tóm được Đại Phi, dạy cho hắn biết tại sao người ta lại gọi mình là cái cẳng kéo giống như là cây kéo. Kết thúc nhiệm vụ, anh Tinh vừa được lên chức, vừa có gấu siêu ngon mang về nhà. Còn sau này có vấn đề gì nữa không thì còn tùy vào lượt view của anh em, để tôi xem có nên làm tiếp phần 2 hay không. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe cho các kênh thuộc hệ sinh thái của The Reviewer, để anh em tôi có động lực ra những sản phẩm tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em ở các video recap kế tiếp.